Bị thương không nhẹ nhỉ? Khám bệnh cho ngươi trước nhé. Không ngờ ngươi là cóc tinh nghìn năm. Thảo nào bị kẻ khác truy giết, xin hãy cứu ta. Chỗ ta có một quy định, phàm là yêu quái không có tiền chữa bệnh, phải tặng một món quà trên người cho ta. Muốn gì? Hẳn thắng đấy. Ta thấy ngươi bị truy giết đều là do lớp da cóc kịch độc sau lưng ngươi gây ra. Chi bằng để nó lại đi. Ngươi mơ đi. Đây là da cóc hộ thể của ta, cực kỳ quý báu. Vậy mời về cho. Hôm nay ngươi buộc phải chữa cho ta, ta sẽ phá tan y quán của ngươi. Trên thế gian này, bất kể là người cao quý hay yêu thấp hèn, tuổi thọ cũng chỉ tầm nửa trăm năm. Còn tộc á nhân như ta, tuổi thọ không quá hơn 30. Này, ma hoàng sắp hiện thế, đúng là trời không tuyệt đường ta. Tạ ơn bà chủ Hồng. Đa tạ bà chủ Hồng. Đa tạ bà chủ Hồng. Bà chủ Hồng đi từ từ. Đa tạ Hồng Nhiên. Đa tạ bà chủ Hồng. Mỗi người 10 lạng ghi nợ. Lại ghi nợ à? Đại ca, đang bận à? Đại ca, tiền khám tháng trước
nên thanh toán rồi nhỉ? Làm sao? Sốt ruột à? Chết! Bà chủ, sau này bớt dùng vũ lực đi thì hơn, nếu không sẽ già nhanh hơn đấy. Lắm chuyện thế hả? Ngươi là ai, là đâu, vì sao ngươi biến trứng gà thành kinh dị như vậy? Những việc này đều không quan trọng, ăn chút đồ đi đã, mới có sức dỡ hàng. Dỡ hàng? Thứ trong bụng ta vẫn còn sống. Không thì sao? Trời ơi, ta còn mặt mũi nào đi gặp Khổng Thánh Nhân? Chẳng thà ta chết cho xong. Có chết hay không không quan trọng, quan trọng là ma hoàng này của ngươi xuất hiện như thế nào. Đó là 3-4-5 khoảnh khắc tâm tối nhất trong đời ta. Nói xem ma hoàng đó xuất hiện thế nào. Tiểu sinh tên là Kim Chí Kiên, vốn là một thư sinh tới thành này thi cử, nhưng không ngờ trên đường tới gặp mấy tên mặc đồ đen, họ cưỡng chế bắt ta đi. Sau đó bọn chúng còn cưỡng ép ta, đúng là cầm thú. Im miệng cho ta, nói vào trọng tâm đi. Sau đó hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Bà chủ, có động tĩnh rồi. Ta không gắng gượng nổi nữa. Ông trời mở mắt, giữ đứa nhỏ không giữ người lớn. Xem ra ta chỉ đành dùng tuyệt chiêu thôi. Đây là gì? Đồ cốc hối, chẳng hiểu gì cả. Đây là bột ảo giác thích hắn dùng sức khi đang kinh sợ. 10 cách chế biến ma hoàng. Xào. Kho tàu. Hồng Hồng, nàng thích ăn vị gì? Ta cảm thấy hấp lên tốt hơn, mùi vị gốc luôn. Nói linh tinh gì đó, cần ngươi quản bà đây à? Thị huyết lăng hoa. Thị huyết lăng hoa. Không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Sao vậy? Sao vậy? Không thấy Thu Thu đâu nữa. Thu Thu. Thu Thu. Ngay ra đó làm, ra ngoài tìm đi. Ta đã nói là ở bên đó mà.
Kết thúc rồi. Xem ra trời muốn chặn đường sống của ta rồi. Thu Thu. Thu Thu. Thu Thu. Thu Thu sao vậy? Ai bảo ngươi chạy ra ngoài vậy? Không phải chứ? Không phải cô bảo ta đi chặt củi sao? Con về rồi đây. Này Thu, làm gì vậy? Mẹ ơi, cho mẹ này. Ai là mẹ của ngươi? Ai cho ngươi chạy ra ngoài hả? Ngươi tạo phản rồi. Nó vẫn là một đứa bé mà. Cô, tránh ra. Đi thôi. Cô, thế này. Lên đi. Mẹ ăn đi, bồi bổ sức khỏe. Đứng đó đi. Mẹ, mẹ thật sự muốn ăn con à? Chỉ có ăn ngươi, công lực của ta mới có thể tăng mạnh. Mẹ, hay là mẹ cứ lấy đi đi. Đừng trách bà đây. Ngươi đi đi, đừng quay lại nữa. Mẹ, cho mẹ này. Dừng tay. Sao mấy người lại buông tay ra?
Hồng Hồng, tối nay là cơ hội cuối cùng của nàng rồi. Nàng không được mềm lòng đâu. Ta đã quyết rồi. Hồng Hồng, buông thằng bé ra. Đi thôi, Thu Thu. Mọi người đi trước đi. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì nên tôn trọng lựa chọn của ta. Thói đời hiểm ác. Mọi người mau chóng tìm một nơi trốn đi. Nhất định đừng quay lại nữa. Định đi đâu đó. Hồng Nương, lâu rồi không gặp. Trưởng môn, trưởng môn, trưởng.
trưởng môn như này là bị điên rồi sao? Vậy thì có vấn đề rồi đây, bọn họ phải làm sao đây? Thank you.
Yeah.